Tử vi thứ tư ngày 27 tháng 7 năm 2016 của 12 con giáp. Chào ngày mới với các thính giả của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và nhiều may mắn. Trong chương trình tử vi ngày hôm nay, tuổi Dần, tuổi Tý nắm tay nhau cùng chia sẻ những điều không may mắn. Còn các con giáp khác sẽ có những điều gì mới mẻ? Chúng ta cùng theo dõi nhé! Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi thứ tư của 12 con giáp, ngày có Tý Thủy ám hợp Tuất Thổ, người tuổi Tý mưu sự sâu xa, có mắt nhìn tinh, biết bỏ qua cái lợi trước mắt để tính đến lợi ích lâu dài. Nhìn chung, một ngày tài lộc bình ổn, áp lực tài chính giảm đi trông thấy. Tuất Thổ tàng hỏa khí, lại được thương quan phối ấn, tính tình điềm tĩnh và ổn định hơn, có lòng khoan dung vô hạn, lấy trí nhân để đối đãi kẻ tiểu nhân, ai nấy đều khen ngợi, thán phục. Nhân duyên tốt đẹp, tạo nền tảng vững chắc, giúp các mối quan hệ xã giao hài hòa. Dẫu có phạm sai lầm, bạn không hề bị trách móc, trái lại nhận được thái độ ân cần chỉ bảo từ người xung quanh. Nhân duyên hơi kém một chút vì ngũ hành thổ thủy xung khắc mà bạn tuột mất cơ hội làm quen với người mà mình có ấn tượng tốt. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đen, nâu nhạt, quý nhân phù trợ ngọ, tuất. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi tuổi Sửu, ngày có Sửu thổ tương hình Tuất thổ, thổ khí tự hình, vận trình gặp nhiều khó khăn. Sửu tuất tuy âm dương tương hợp nhưng ngũ hành lại tự hình, dễ gây ra sự đố kỵ, không tin tưởng lẫn nhau. Vì thế, làm gì bạn cũng cần lấy chữ tín làm trọng, tránh để đối tác, đồng nghiệp cấp trên nghi ngờ để gây điều hiềm khích. Vận trình tình cảm gặp trở ngại vì tính khí cứng nhắc và quá nhạy cảm của bạn. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để bày tỏ tình cảm bởi khâu chuẩn bị của bạn chưa thực sự kỹ càng. Con số may mắn 1, 5, 9, giờ tốt 2 giờ đến 4 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, hợi, dần. Tử vi tuổi Dần. Tử vi hàng ngày của người tuổi Dần, vì dần tuất bất hòa, tâm lý mệnh chủ bấp bênh nóng vội sẽ dẫn tới những quyết định sai lầm, ảnh hưởng tới uy tín trong công việc. Trong công việc, bạn vẫn chưa thực sự tận dụng sức mạnh tập thể để tạo đà phát triển cho sự nghiệp của mình. Đồng nghiệp lúc có mâu thuẫn, tranh cãi là chuyện thường tình, có tranh luận thì mới đưa ra được vấn đề. Vì thế, đừng vội quy chụp rằng họ nghi kỵ hay có hiềm khích với mình. Ngũ hành mộc thổ tương khắc càng đẩy vận trình tình cảm đi xuống. Nếu bạn không chịu thay đổi tính cố chấp và nóng nảy của mình, e rằng chia tay là điều khó tránh. Con số may mắn 0, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh dương, quý nhân phù trợ, hợi, mão. Tử vi tuổi Mão. Mão tuất có tương lục hợp, âm dương hấp thụ hài hòa, nhưng giao tiếp bản mệnh có phần kém cỏi hơn, không thể diễn đạt hay chuyển ý kiến của mình một cách trơn tru, dễ dẫn tới hiểu nhầm hoặc làm giảm hiệu quả trong công việc. Bạn có tham vọng lớn, không chịu bị người khác qua mặt nên làm việc rất thủ đoạn. Điều này không xấu, nhưng đừng bày tỏ tham vọng quá lộ liễu, sẽ khiến cho người ngoài nhòm ngó và tiểu nhân có cơ hội làm hại. Vận trình tình cảm không lý tưởng như bạn nghĩ, thậm chí bạn tự mâu thuẫn với chính mình. Một đằng muốn yên bề gia thất, mặt khác lại muốn phấn đấu cho sự nghiệp trước, chưa muốn vướng bận gia đình vội. Cứ lưỡng lự không quyết, bạn dễ tuột khỏi tay cơ hội tìm được ý trung nhân của mình. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, xanh, đen, quý nhân phù trợ, mùi, tí. Tử vi tuổi Thìn. Người tuổi Thìn có một ngày nhiều tâm trạng, muộn phiền không ngớt. Vì thìn tuất tương xung, công việc không như ý, tâm lý chuyển biến tiêu cực, nghĩ toàn những chuyện cạnh tranh, đấu đá thiếu lành mạnh trong công ty. Gia đình bất hòa, vợ chồng cãi cọ, thìn ham tranh đấu, tuất giỏi tố cáo, cảm giác như vừa phải dẹp thù trong, vừa phải chống giặc ngoài, vô cùng rối ren phức tạp. Sức khỏe của chính mệnh chủ và người thân đều xuất hiện những dấu hiệu bất thường, nhất là biểu hiện ở làn da. Tỳ là lách hoạt động trục trặc là nguyên nhân gây ra những hiện tượng như da khô, nứt nẻ, ngứa ngáy, dị ứng. Cần đi khám ngay khi phát hiện triệu chứng, tránh để lâu bệnh càng nghiêm trọng. Con số may mắn 1, 8, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu nhạt, quý nhân phù trợ, Tý, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ. Tỵ hỏa tương sinh Tuất thổ, âm dương hòa hợp, vận trình ngày của người tuổi Tỵ hành thông bất ngờ, chăm sự đều thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, tình duyên phơi phới. Đã đến lúc bạn mạnh dạn đứng lên thể hiện năng lực lãnh đạo của mình. Sau bao năm trời tích lũy kinh nghiệm cũng như kiến thức về quản lý, bạn xứng đáng có được chức vụ cao hơn trong tập thể. Tài lộc ở mức khá, các khoản thu chi cân bằng, thu có phần nhiều hơn chi nên bạn có thể tích lũy được khoản khá khá dùng cho tình huống cấp bách để không phải rơi vào thế bị động.
con số may mắn. 3. 9. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, tím đậm. Quý nhân phù trợ: Mùi, Sửu. Tử vi tuổi Ngọ. Xem tử vi của người tuổi Ngọ cho thấy địa chi tương hợp, vận trình ngày của mệnh chủ lý tưởng, mọi sự thuận lợi nhờ vào những mối quan hệ xã giao hữu hảo, thân thiện. Nhân vận khí đang lên, bạn hãy chủ động rút hổ bao, mời bạn bè và đồng nghiệp hoặc cấp trên ăn uống để kết mối thâm giao, thúc đẩy tình cảm phát triển, sự nghiệp vì thế cũng được thâm lây. Ngũ hành hỏa sinh thổ, đẩy tình cảm đôi lứa lên cùng bậc mới, nồng nàn và sâu đậm hơn. Còn do dự gì nữa khi cả hai đã sẵn sàng cho một mái ấm gia đình bé nhỏ, chàng hãy mạnh dạn đưa nàng về dinh để cả hai sẽ là của nhau mãi mãi. Con số may mắn: 5, 7, 8. Giờ tốt: 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: tím, hồng phấn. Quý nhân phù trợ: Hợi, Dậu. Tử vi tuổi Mùi. Người tuổi Mùi trải qua một ngày làm việc tất bật vất vả vì có ngũ hành thổ tự hình, âm dương dị tính, làm nhiều nhưng cảm giác thu về không được là bao. Hôm nay bạn có quý nhân nhưng lại không trực tiếp giúp đỡ, chỉ loại bớt trở ngại. Phần còn lại bản mệnh phải tự lực cánh sinh, giải quyết tốt thì được khen ngợi, giải quyết không tốt thì bị khiển trách. Tình cảm gia đình đi xuống, vợ chồng cãi vã quay quanh những vấn đề cuộc sống thường nhật như chi tiêu, dạy dỗ con cái, quan hệ giữa những người thân trong nhà. Con số may mắn: 3, 9. Giờ tốt: 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: nâu vàng, tím nhạt. Quý nhân phù trợ: Mão, Dậu. Tử vi tuổi Thân. Người tuổi Thân có cơ hội thăng tiến khi địa chi trường sinh, các mối quan hệ xã giao đều thuận buồm xuôi gió, tạo điều kiện để bạn phô diễn năng lực bản thân. Nhiều khả năng bạn được đề bạt ở vị trí cao hơn, thu nhập tốt hơn. Đây là điều đáng mừng, nhưng đồng nghĩa với chuyện công việc vẫn rất bận rộn và nảy sinh nhiều vấn đề. Mệnh chủ chớ vội mừng mà chủ quan nhé. Tài lộc dồi dào, tiền nhà cửa, cho con cái đi du học đều được vợ chồng bạn tính toán đâu ra đó, có thể kê cao gối mà ngủ được rồi. Vận trình tình cảm vẫn giữ ở mức bình ổn, thậm chí có cơ hội thăng hoa bất ngờ khi gặp được quý nhân giúp đỡ. Ngũ hành thổ kim tương sinh mang tới những cung bậc cảm xúc ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. Hai bạn có những trải nghiệm thực sự thú vị bên nhau. Con số may mắn: 0, 6. Giờ tốt: 8 giờ đến 10 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, xanh dương. Quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu. Tử vi tuổi Dậu. Một ngày nhiều áp lực sẽ trôi qua nhanh chóng bởi Dậu sinh kim, sinh ra tài lộc dồi dào, tình duyên lý tưởng, sự nghiệp hanh thông, hạn chế mặt xấu, phát huy những ưu điểm của bản mệnh tuổi Dậu. Nếu muốn nâng cao hiệu quả làm việc cũng như có thể thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp, bạn nên tranh thủ thời gian để học sâu hơn nữa chuyên ngành hoặc mở rộng sang lĩnh vực mới, tất cả đều có lợi cho tương lai phát triển của bạn sau này. Người độc thân vượng vận đào hoa, đường tình duyên dần khởi sắc, lại được ngũ hành tương sinh tác thành, sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý, kết thúc nỗi buồn bực do kiếp FA đeo bám. Con số may mắn: 2, 9. Giờ tốt: 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, xám trắng. Quý nhân phù trợ: Dậu, Dần. Tử vi tuổi Tuất. Vận trình công việc của người tuổi Tuất giảm sút đáng kể, Tuất Thìn xung khắc, tự mình hủy hoại chính mình vì cá tính quá cố chấp, không lắng nghe ý kiến, lời khuyên của người khác. Nếu cảm thấy đồng nghiệp ác cảm với mình, đừng vội trách họ. Hãy nhanh chóng xem lại bản thân. Dù biết mỗi người một cá tính khác nhau, nhưng không có lửa làm sao có khói. Bản thân bạn đã tốt thì chẳng ai có thể bàn ra tán vào được nữa. Tình cảm lứa đôi dần chuyển sang giai đoạn chững lại, không tiến triển tốt hơn và cũng không thụt lùi. Nguyên nhân là bởi cả hai bạn quá bận rộn với công việc, những sở thích cá nhân mà lơ là việc quan tâm, chăm sóc tới đời sống tinh thần của nửa kia. Con số may mắn: 7, 9. Giờ tốt: 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, cam đậm. Quý nhân phù trợ: Tý, Mão. Tử vi tuổi Hợi. Ngày có ngũ hành thổ thủy cạnh tranh, công việc của người tuổi Hợi gặp trục trặc, bị kẻ tiểu nhân buông điều tiếng thị phi hoặc có thể bị điều động đi xa, tới nơi có thể gây bất lợi cho bạn. Nhất là nữ mệnh tuổi Hợi vì không an phận lại mắc chứng đố kỵ cao độ, thường xuyên hoang tưởng, suy nghĩ xa rời thực tế. Tuy muốn làm, muốn phấn đấu nhưng lại lười biếng, chỉ ngồi và đợi cơ hội tuột khỏi tầm tay. Dẫu vậy, hãy giữ tinh thần thật thoải mái và lạc quan. Khi bạn tự tin vào chính mình, tài năng sẽ được phát huy triệt để. Người giỏi thì ở đâu cũng phát triển được, miễn là bạn biết nắm bắt thời cơ và xông xáo trong công việc. Tình cảm có xu hướng giảm nhẹ, cha mẹ và con cái bất đồng quan điểm nhưng không quá gay gắt. Chỉ cần bình tĩnh là hóa giải được. Người độc thân cảm thấy cô đơn, cần có chỗ dựa về tinh thần.
hãy gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động tập thể hơn, ắt tinh thần sẽ vui tươi trở lại. Con số may mắn 4, 7, 9. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: xanh dương, xám. Quý nhân phù trợ: Mão, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình radio của Lịch Ngày Tốt. Để đón xem những chương trình mới nhất, bạn vui lòng đăng ký theo dõi kênh. Để tìm hiểu thêm các thông tin thú vị khác, bạn hãy truy cập vào website lịchngaytot.com hoặc fanpage Lịch Ngày Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại! 10 nơi đừng tới vào ban đêm để tránh âm khí. Xin chào các bạn yêu mến chương trình của Lịch Ngày Tốt. Ngày hôm nay, Lịch Ngày Tốt sẽ đem đến một chủ đề rất huyền bí, đó chính là âm khí và tâm linh. Có thể bạn không bao giờ tin rằng có linh hồn tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng thực tế lại không như vậy. Cuộc sống của chúng ta chứa đựng rất nhiều điều huyền bí mà câu trả lời vẫn đang bỏ ngỏ.